Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi tin phân tích với Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý về vũ khí hỏa tiễn hạt nhân. Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề vũ khí và những cái Hiệp ước thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết xin kính chào anh Quý. Xin chào nhân, xin chào quý khán giả của đại SBTNDC và VATV. Gần đây đó là khi mà chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ có mặt thường xuyên ở tại Biển Đông và Nga cũng có một số những cái vũ khí bắt đầu được phát triển nhưng mà chúng ta muốn trở về những cái hiệp ước thỏa thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga trước kia nó như thế nào vậy dạ thưa Quý? À, thưa quý khán giả thưa nhân cái cái hiệp ước mà ký năm 1991 của tổng thống Bush cha đó là hồi năm 1991 thì có hiệu lực từ năm 1994 thì tới tháng 2 năm 2021 sẽ hết hạn thì Mỹ à, giữa nga với Mỹ thì có thể gia hạn thêm 5 năm nữa nếu mà muốn thì đại khái cái nội dung của cái hiệp ước đó là giảm cái bỏ khí nguyên tử của hai bên xuống thì bây giờ theo thống kê theo tin của Ngũ giác đài đó thì Nga với Mỹ đã giảm xuống khoảng còn có 80 phần giảm 80% của cái số lượng hồi xưa hồi năm 1991 lúc mà cái hiệp ước được ký thì ngay bây giờ đó theo tin của Ngũ giác đài mới tung ra đó là uh, Trung cộng uh, có khoảng 200 cái cái uh, Hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử có thể uh, bắn tới có thể là đảo Guam của Mỹ hay là có thể xa hơn. Nhưng thì uh, Mỹ thấy như vậy thì Mỹ cũng muốn uh, Trung Cộng vào cái thỏa hiệp uh, uh, hiệp ước uh, đa phương này của Nga với lại của của Mỹ đã ký. Thì Trung Cộng chỉ cười nói là nếu mà bây giờ Trung Cộng chỉ có 200 cái hỏa tiễn uh, có đầu đạn nguyên tử thì bây giờ còn quá ít để mà nói chuyện mà giảm. Thì nếu mà Mỹ muốn đó thì Mỹ có thể giảm à, những cái đầu đạn nguyên tử đã theo thống kê có à, tin tức là khoảng 3.800 cái đầu đạn nguyên tử mà Mỹ đã có sẵn thì nếu mà muốn thì giảm xuống bằng Trung Cộng thì bắt đầu nói chuyện. Chỉ <laughs> yeah. cái là chuyện cười à, qua đường thôi nhưng mà Mỹ chắc chắn sẽ không làm như vậy. À, kính thưa chúng tôi cũng được biết rằng khi mà chúng ta nói vũ khí nguyên tử có nghĩa là những cái đầu đạn có gắn những cái những cái hệ thống mà chúng ta gọi là khi mình nó dẫn nó hành trình nó đi thật là xa và nó, nó nổ cái đầu đạn đó là chúng ta gọi là đầu đạn nguyên tử nhưng mà khi mà chúng ta tháo cái cái đầu đạn nguyên tử đó ra đó thì Mỹ cũng có quyền tháo ra khi mà nó giảm 80% chỉ có tháo ra thôi chứ còn những cái thân những cái cái, cái phần mà quả tiễn vẫn còn đó uh, theo um trung cộng đó thì uh, trung cộng có khoảng 200 cái đầu đạn nguyên tử nhưng mà cái đầu đạn nguyên tử với là cái hỏa tiễn mà để gắn vào để phóng đi đó hai cái để hai cái chỗ khác nhau nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng ráp vào để mà bắn thì trung cộng mới đây đã cho biết là đã hoàn thành cái cái công tác là có thể bắn uh, đầu đạn nguyên tử này từ đất liền đi qua uh, bên uh, những cái nước đông bên tây phương và những nước bên á châu uh, có thể bắn từ biển có thể bắn từ trên không bắn xuống thì cái đó thì không có duyệt xét được là tại vì mỹ cũng có nhiều tin mật mà không cho mình biết thì cái vấn đề mà trung cộng đó muốn đàn áp những cái à, quốc gia nhỏ của cái khối asean đó, thì có đầu đạn nguyên tử để mà làm áp lực khống chế để khống chế cái khu biển đông nhưng mà cái, cái người à, khách quan đó thì khi nhìn lại cái cái quá trình của cái khối cộng sản đó thì cái nước Việt Nam hồi thập niên năm 1980 đó là đã được Liên Xô à, yểm trợ và khai thác chung cái mỗi dầu bạch hổ ở bên à, à, lãnh thổ Việt Nam thì à, đó khoảng chừng nửa phân nửa cái tổng số sản xuất của nước Việt Nam về dầu thô thì người à, chính phủ trong trung cộng đó rất là sợ liên xô là tại vì liên xô có là một đồng minh à, cộng sản nhưng mà liên xô có mục đích riêng thì tất cả những cái vũ khí mà việt nam đang có bây giờ đó là đã được chính phủ liên xô tài trợ hay là viện trợ cách đây mấy chục năm và vẫn còn tiếp tục tài trợ thêm thành ra chính phủ của à, trung quốc cũng lo là tại vì đang bị à, áp lực của nga mỹ thì muốn đi về à, biển đông nhưng mà mỹ thì là cái nước thứ ba của đại cường quốc mấy cái đại cường quốc đi vào cái 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 lãnh thổ việt nam mà ngoài ra nữa đó cái ảnh hưởng lớn lao nhất của trung cộng và áp lực lớn của trung cộng bây giờ là ấn độ tại vì hai nước đó là hai đại cường quốc ở một cái khu đông nam á thì cũng muốn có cái cái quyền lợi riêng thành ra cái áp lực của trung cộng đối với ấn độ và trung trung cộng bây giờ rất là sợ ấn độ tại vì ấn độ cũng có à đồ đạc nguyên tử nhưng mà hai nước nó gần nhau thì nó chắc không có dám à, xung đột. Thì cái vấn đề mà bom nguyên tử hay là đồ đạn nguyên tử đó thì Nga, Mỹ, Tàu và những cái nước à, đại cường quốc đã có lâu rồi nhưng mà chỉ có nước Mỹ là dám xài hai trái bom nguyên tử ở Hiroshima và lại Nagasaki hồi năm à, 1945 à, lúc mà đề nghị thế chiến. Thành ra nếu mà nói mà có mà dám xài đó chỉ có Mỹ mới có thể xài thôi nhưng mà mấy đứa kia thì cũng không dám chỉ xài cái đó để mà làm áp lực với vấn đề thương mại thì nhiều hơn kính thưa quý vị chúng tôi cũng được biết rằng gần đây nga đó, là một cái quốc gia mà họ âm thầm ở phía sau của họ đó là những cái lò mà để mà đào tạo những cái chuyên gia để mà nghiên cứu về vũ khí chiến lược trong tương lai đó thì họ có những cái loại quả tiện supersonic à, bắn rất là đi rất là xa và có thể nói rằng rất là nguy hiểm cho đến nên chúng ta nói là những cái quốc gia mà có thể cạnh tranh với lại Hoa Kỳ về vấn đề đầu đạn nguyên tử có thể là Nga chứ không phải là Trung Cộng hiện nay thì nếu mà nhìn Trung Cộng nhìn Nga thì hai cái nước đàn anh của cái khối cộng sản đó thì Mỹ chỉ có một thân một mình thôi nhưng mà Mỹ đó thì khôn hơn đang đẩy hạm đội của hàm uh, đội bảy và tất cả những cái chiến hạm mà có thể chống được hỏa tiễn À, nguyên tử mà từ bên trung cộng bắn từ đất liền là trên không qua gần biên giới để mà lỡ mà có bị bị uh, tấn công uh, bom nguyên tử hay là đạn nguyên tử đó thì có thể phòng hờ bằng cách là phòng không thì có thể những cái chiếc uh, tàu nó có những cái uh, hỏa tiễn mà chống hỏa tiễn thì khi mà bắn lên thì cái là cái 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 tuyến phòng không mà xa nhất của nước mỹ thì nếu mà cái đó mà thất bại đó thì mới tới Guam thì Guam sẽ có những cái tuyến phòng không khác trước khi những cái đầu đạn nguyên tử đó tới tới uh, đất liền của Mỹ. Ra Mỹ cũng rất là khôn. À, cái vấn đề mà đem hải quân về bên biển đông không phải là cho những cái nước uh, châu Á không, mà cái đó là một cái cái, cái cách đề phòng cái tấn công nguyên tử của Trung cộng nếu mà cái sự thương lượng nó không thành hình và cái vấn đề mà ông tổng thống Donald Trump đặt cái vấn đề mà bỏ một số tiền hoặc là một số nhân sự để mà lo cái vấn đề space force tức là cái vấn đề mà nếu mà có một cái chiến tranh ở trên không gian ở ngoài quả địa cầu đó thì cái đó có thể giúp được Hoa Kỳ phần nào hay không hay là chỉ mới là một cái, một cái bài toán cho tương lai à, cái vấn đề space force á, thì tại vì Mỹ biết là trong cái À, lục quân của Mỹ đó có rất là nhiều gián điệp của tàu, thành ra cái 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 Space Force của Mỹ nó mới lập ra nó chọn người rất là kỹ, khó mà lọt vào được cái cái vòng mà chung kết để được cái clearance để đi làm cho Space Force. thì Space Force là chiến tranh không gian, thì cái những cái trong lúc mà chiến tranh đó, à, những cái tin tức, những cái dự kiện đó là cái cái đó là phải cấp thời, thì nếu mà có vệ tinh ở ngoài không gian đó, thì không ai bắn được mà vệ tinh có thể xài để mà bắn những cái vệ tinh khác để mà làm kiệt, kiệt làm kiệt khỏe cái, cái 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 sự cung cấp tin tức của những cái nước khác thành ra cái vệ tinh là cái mà quan trọng nhất mấy cái đó là mình phải phải triệt nó trước khi nó đi nó đi qua một cái cái không phận của một nước khác để mà do thám thành ra mỹ rất là khôn nhưng mà mỹ cũng khôn hơn nữa là tại vì mỹ biết cái chương trình của à, Trung Cộng đó thì Trung Cộng muốn thống nhất đất nước nhưng mà bây giờ có có những cái lãnh thổ mà đã chưa có thống nhất là Ma Đài Loan và Hồng Kông thì Trung Cộng đang tiến hành một cái cái chương trình đàn áp ba cái cái gọi là gọi là mình gọi là cái bộ lạc thì nó nó đúng hơn ba cái, cái thuộc địa đó của Trung Cộng. ba cái thuộc địa nhưng mà Trung Cộng nghĩ là nó là bộ lạc ừ. của của Trung Cộng thì nếu mà theo chính phủ của Trung Cộng và Đảng Cộng sản của Trung Cộng đó, Trung Cộng chỉ có mạnh khi nào mà thống nhất được đất nước, mà bây giờ thì Hồng Kông và Đài Loan và Macau chưa có được thống nhất, thì cái chương trình này đặt ra tới năm 2049 là Trung Cộng muốn à, ngang hàng với Mỹ về vấn đề thương mại, về vấn đề quốc phòng, à, cái 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 đó là một cái cái chương trình lâu năm của à, Trung Cộng, nhưng mà ngược lại thời gian thì ông Obama đã ký một cái xác lệnh là xài thêm khoảng mấy trăm tỷ có thể là một ngàn tỷ cho vấn đề quốc phòng trong ba mươi năm tới thì cái vấn đề xúc tiến quốc phòng thì xây uh, những cái uh, vũ khí để chống đạn uh, và những cái vũ khí mà tối tân để và chỉnh đốn lại cái cái quân đội đó thì nó đang uh, bành trướng nhưng mà nếu mà kỳ này mà bầu cử mà ông Joe Biden mà thắng cử đó thì không biết ông có định tiếp tục hay là không tại vì cái vấn đề quốc phòng thì nó nhạy cảm và nếu mà không có tiền mà cho vấn đề mà xã hội đó thì chắc phải cắt bớt để mà lo mấy cái cái vấn đề xã hội mà ông tổng thống đề cử bây giờ hoặc là ứng cử viên Joe Biden đã hứa là sẽ lo cho nhân sự và lo cho vấn đề mà xã hội, xã hội an ninh xã hội thì có thể bị cắt giảm đi. Dạ, yeah. xin được cảm ơn quý. Cảm ơn nhân xin chào quý khán giả của Đài và VTV kính thưa quý vị ở chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú quý đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vtvnews@gmail.com. Tường vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình